Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Thì đã khá lâu rồi kênh Invest TV chưa cập nhật những cái địa điểm, những cái cửa hàng dịch vụ có thể chấp nhận trao đổi Bitcoin lấy hàng hóa và dịch vụ ở cái cửa hàng đấy. Thì ngày hôm nay thì Invest TV xin cập nhật một số những cái thông tin cũng mới thôi. Đó là việc các bạn có thể đi uống nước tại thành phố Huế mà có thể sử dụng được đồng Bitcoin để trao đổi hàng hóa dịch vụ nhé. Thì cụ thể đó là một quán cà phê tại địa chỉ số 10 Cao Xuân Dục, Vĩ Dạ, thành phố Huế. Thì cái quán này có tên là Nguyễn Tuệ Coffee đó. Thì cái thức uống mà quán đang phục vụ có những cái mặt hàng như sau, đó là trà Nguyên Tuệ. Đấy, chưa biết là thành phần là gì nhưng mà có lẽ là theo công thức riêng của quán: chanh muối trường niên cộng mật ong, atiso đỏ cộng soda, atiso đỏ nhiệt đới này, các loại cà phê dĩ nhiên rồi. Quán cà phê thì chắc chắn phải có cà phê đen, sữa nóng, sữa đá, cà phê muối. Cái loại cà phê này thì mình cũng chưa nghe bao giờ cả. Đấy. Cacao, nước ép, trà sữa và các loại thức uống khác như là rau uống đá, nước lọc ion kiềm, có cả cái loại này. Khá là hay đấy. Cái loại nước kiềm này thì mình cũng nghe từ lâu rồi nhưng mà thật sự là cũng chưa rõ được cái công dụng của nó có thực sự như những cái gì mà người ta quảng cáo hay không. Và đấy là những cái danh mục menu trong 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 cửa hàng. Thì nói về giá, đây cái phần quan trọng nhất, thì giá ở đây 1 pi sẽ được đồng thuận với 10.000 Việt Nam đó. Trà Nguyên Tuệ với giá là 30k thì tương ứng với là 3 pi. Chanh muối trường niên mật ong 20k tương ứng với 2 pi. Nói tóm lại là tất cả các thức uống này nếu mà quy đổi ra từ tiền Việt ra pi nó sẽ là 10.000 các bạn nhé, tương ứng 15.000 thì đã tương ứng với 1,5 pi, 20.000 thì tương ứng với 2 pi đó. Thì nếu các bạn có điều kiện có thể qua ủng hộ quán tại số bao nhiêu đây, mình check lại xem nào, số 10 Cao Xuân Dục, Vĩ Dạ, cà phê Nguyên Tuệ, thành phố Huế các bạn nhé. Thì để thúc đẩy cho cái hệ sinh thái pi network nó ngày càng phát triển thì rất cần những cái quán cà phê như thế này. Ngoài cà phê ra thì có các cái loại mặt hàng khác, quần áo, giày dép, gạo, tất cả thứ mũ nón, từ hàng tiêu dùng cho đến các loại mặt hàng xa xỉ khác như là điện thoại, máy tính, tivi đấy. Thì, các anh em đừng 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 vội so sánh cái giá cả nó cao, nó thấp, nó đắt hay nó rẻ nhé. Chủ quán họ đã chấp nhận, dũng cảm mà đồng thuận pi để đổi lấy hàng hóa dịch vụ của họ thì đó cũng một điều rất đáng quý. Các bạn hình dung một quán như thế này thì chưa ăn thua gì, nhưng mà 100, 1.000, 1 triệu quán như thế này mà chấp nhận đồng thuận pi như thế thì rõ ràng pi coin sẽ được áp sẽ được được đưa vào sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và nó sẽ trở thành một cái đồng coin có cái giá trị thanh toán, giá trị trao đổi hàng hóa rộng khắp trên toàn thế giới. Đó là cái điều mà dự án P Network mong muốn và rất cần những cái quán như cà phê Nguyên Tuệ này. Rồi, kênh Invest sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về dự án P Network để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.